Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 469 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Kính thưa quý vị, tuần qua chắc quý vị đã nghe nhiều bàn tán sôi nổi về bốn danh biểu nữ của Đảng Dân Chủ lần đầu tiên ở nhiệm kỳ tại Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Tất cả những sự kiện liên quan đến với một vị danh biểu ở tiểu bang Minnesota có tên là Ellen Omar, một trong những người lớn lên từ Somalia và đến định cư tại Hoa Kỳ vào năm 8 tuổi, là một trong những vị nữ danh biểu đã được tất cả những cử tri ở tiểu bang một quận hạt ở Oklahoma, Minnesota tín nhiệm vào chức vụ đại diện cho họ ở tại Hạ viện Quốc hội của Liên bang Hoa Kỳ. Tất cả những sự kiện mà người ta nói Omar có thể được chú ý đó là một trong những đề xuất về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên, những lời tuyên bố của cô gần đây có thể nói đi đến một sự đụng độ với vị nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Donald Trump đã không ngại gì trước đám đông đã kêu gọi tất cả những người này, trong đó bao gồm có Omar. Nếu cô không muốn bảo vệ cái quốc gia này thì cô trở về nguyên thủy của cô, đó là Somalia. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên đến bây giờ thì danh hiệu Omar là một trong những công dân Hoa Kỳ và là một người có đầy đủ tất cả các quyền hạn và chức năng của một vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Bởi thế, những lời công kích của Tổng thống Donald Trump đã gây nên những bàn tán sôi nổi. Và hôm qua thì dân biểu Omar đã trở lại tiểu bang Minnesota. Cô được chào đón ở tại phi trường và tất cả những sự tiếp đón này đã mang đến một cái hình ảnh có thể nói rằng là cho người ta thấy có những sự tín nhiệm của những người hiện nay đang điều hành và đại diện cho cử tri ở tại Minnesota. Đại diện Hoa Kỳ Ian Omar trở lại sân bay Paul hôm thứ Năm để cổ vũ sau khi đám đông tại cuộc biểu tình của Tổng thống Trump hô vang hãy trả cô ấy lại. Và ông ta đã chỉ trích đảng Dân Chủ ở Minnesota rằng Omar đã tổ chức một tòa thị chính theo lịch trình trước đó về Medicare vào tối thứ Năm với đại diện của Chavapa của Washington. Và chào mừng về nhà Ian, đám đông reo hò khi Omar bước vào sân bay. Và Omar nói với các phóng viên tại sân bay và cảm thấy rất là tốt khi cô ta được trở về lại nhà. Và cô ta đã đăng đoạn video về xuất hiện của mình và viết đây là một ngôi nhà nơi rất là ngọt ngào, tức là home sweet home là quan trọng. Vâng, kính thưa quý vị, tôi biết rất nhiều người đang cố gắng đánh lạc hướng của chúng tôi. Nhưng tôi muốn tất cả các bạn biết rằng chúng tôi sẽ không nằm xuống và sẽ tranh đấu cho một sự tự do lý tưởng của những người ở khắp nơi hành tinh đến tại Hoa Kỳ. Omar đã nói, chăm sóc sức khỏe là chất lượng cao cho tất cả các cư dân Hoa Kỳ. Bảo hiểm toàn diện bao gồm chăm sóc nha khoa, thị lực và chăm sóc dài hạn, không có đồng thanh toán, khấu trừ hoặc chia sẻ chi phí khác. Cô trong những gọi là những năm đầu tiên ở nhiệm kỳ của cô đã tranh đấu và yêu cầu làm sao tất cả những vấn đề chăm sóc sức khỏe chất lượng cao phải được đồng đều cho tất cả người dân Hoa Kỳ, bao gồm vấn đề nha khoa, vấn đề mắt, vấn đề răng và vấn đề gọi là chăm sóc dài hạn. Và không có một cái số tiền nào thanh toán khấu trừ để chia sẻ chi phí này đến cho những người được hưởng gọi là chính sách y tế của quốc gia. Hôm qua thì sự trở lại quê hương của cô đó là quận hạt ở Minnesota. Cô đã được cử tri ở trong khu vực chào đón cô. Nhưng bên cạnh đó thì tất cả những sự kiện lại có thể nói đã là một chấn động. Vì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua vẫn tại North Carolina, ông vẫn đã tuyên bố và những người này nên trở về quê hương của họ lại. Và hiện nay thì Tổng thống Donald Trump đang gặp một áp lực có thể nói đến từ gia đình của ông. Tổng thống Donald Trump đã nhận nhiều sức ép từ gia đình của mình về những lời tán tụng phân biệt chủng tộc tại một cuộc gọi là meeting ở miền Bắc Carolina, tuy nhiên là tiểu bang North Carolina vào hôm thứ Tư. Ông đã được nghe lời tất cả những cái lời gọi là áp lực này đến từ bà Melania Trump, con gái của ông đó là Ivanka, và đặc biệt là có sự tham dự của Phó Tổng thống Mike Pence. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã không tán thành những lời ca tụng gửi lại cô ấy và nói rằng ông đã cố gắng ngăn chặn điều đó. Trong một trong đoạn video ghi nhận thì Tổng thống đã im lặng gần 15 giây nhìn quanh tất cả mọi người trong buổi meeting và Tổng thống nói lại bài phát biểu của mình và ông không đề cập vào tất cả những cái lời nào ta thán về sự việc những lời ông tuyên bố.
Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với một số thành viên đứng vòng tròn chung quanh ông về tất cả các phản ứng của tất cả các dư luận ở khắp nơi đưa ra. Và ông cũng cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc làm và dịu giọng nói. Những người ủng hộ tôi có thể nói sẽ không thích điều đó. Đảng Cộng hòa và Quốc hội cũng bày tỏ mối lo ngại với việc Phó Tổng thống Pence và yêu cầu ông chuyển thông điệp tới Tổng thống. Omar là một trong những bốn người đại diện của dân cử cử tri ở tại tiểu bang Minnesota và là một vị dân biểu Quốc hội liên bang. Và cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump là kêu gọi quay trở lại đất quê hương của Omar là một điều chúng ta không thể chấp nhận được. Tất cả đều là công dân Hoa Kỳ. Và Omar dù là sinh sống và lớn lên ở tại bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng ngày nay cô là một trong những người có đủ thẩm quyền và được tất cả mọi quyền lực bao quanh hiến pháp Hoa Kỳ về một người công dân của Hoa Kỳ được hưởng. Và tất cả những sự kiện đó đã cho thấy có một cái tình trạng rạn nứt ở trong Đảng Cộng Hòa qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về bốn dân biểu, trong đó là ba người có thể nói lớn lên và sinh sống tại Hoa Kỳ từ nhỏ đến lớn. Họ là những người cha mẹ họ gọi là Natural American, tất nhiên là những người sinh ra ở tại Hoa Kỳ. Chỉ có một mình Omar là một trong những vị dân biểu mà quý vị thấy đại diện cho một gọi là, người ta hay gọi đó là một cái thế lực Hồi giáo ở hiện tại tiểu bang Minnesota. Nhưng tất cả những sự kiện này không liên quan gì vấn đề mà có thể kêu gọi cô trở lại quê hương của cô được. Chúng ta chờ xem sự kiện này và cái màn kịch tính này nó sẽ như thế nào. Chắc quý vị cũng biết vào năm 2020 đến đây là một trong những cuộc đua marathon đặc biệt để đi đến White House. Và có thể nói Tổng thống Donald Trump vẫn còn tín nhiệm và tin tưởng ở vào đường lối lãnh đạo quốc gia của ông khi nền kinh tế có những dấu hiệu và chỉ số rất tốt. Con số thất nghiệp thì có thể nói càng ngày càng đi xuống. Và trong lúc đó thì tình hình an ninh và tiếng nói của Hoa Kỳ có thể hình như khôi phục lại được một vài quốc gia ở trên thế giới và những vùng gọi là sôi động, đặc biệt là qua những biến cố gần đây tại Tehran, tại Ba Tư. Bên cạnh đó thì lẽ dĩ nhiên ông cũng phải bị đón nhận những lời chỉ trích đến từ những thành phần cấp tiến, những thành phần của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên đây là một trong những cái ván bài lớn nhất trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ. Liệu tất cả những tiểu bang vẫn còn ôm ấp, vẫn còn nghe ngóng và mong chờ đến một cái nền gọi là tự do dân chủ cởi mở có thể đi chống lại, ngược lại đường lối của Tổng thống Donald Trump? Tuy nhiên bên cạnh đó thì rất nhiều người dân vẫn còn trung thành và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, vì đây là một cái sự thách thức về tất cả những cái quyền căn bản của con người tại Hoa Kỳ, và đó là một trong những cái quan điểm và đường lối tranh cử đặc biệt nhất vào năm 2020. Liệu chúng ta xem bên nào thắng bên nào? Tuy nhiên một điểm mà chúng ta cũng cần nên biết đến, hiện nay trong số 20 ứng cử viên của Đảng Dân Chủ chưa thấy lên một cái màu hồng hay là một cái sắc nét đẹp rõ ràng nào, mạnh mẽ nào để có thể nói những người đó có thể lãnh đạo Hoa Kỳ trong tương lai. Bởi thế dù sao đi nữa, tất cả những người quan tâm đến cuộc bầu cử này đều cho rằng Tổng thống Donald Trump vẫn có cơ hội ở lại White House trong vòng 4 năm nữa. Nhưng tất cả những sự kiện gì có thể nói happen is happen. Tất cả những sự kiện gì cũng có thể xảy ra ở Hoa Kỳ, cũng giống như năm 2016. Không một ai có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào Tổng thống Donald Trump có thể có nắm cái đủ uy tín và đủ sự tín nhiệm của cử tri để nắm quyền hạn ở tại White House trong vòng 4 năm. Và chúng ta chờ xem cuộc đua này sẽ trở nên một cái ý nghĩa như thế nào đối với tất cả cử tri của Hoa Kỳ. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện xảy ra ở tại California. Đây là một trong những sự kiện quan trọng, thưa Nhi Huyền, vì tất cả những người trong gia đình của chúng ta hàng ngày phải sử dụng nước, và một số cha mẹ, một số thân nhân của những trẻ em đã bắt đầu ta thán về vấn đề sử dụng nước, và liệu cái ảnh hưởng cái nguồn nước này có mang lại một cái bệnh gọi là, mà nói là một trong những nỗi đau khổ của người dân Hoa Kỳ, đó là vấn đề ung thư, thưa Nhi Huyền. Thưa quý vị, cha mẹ trong cộng đồng của California vừa rồi đã đấu tranh về câu trả lời có tất cả là 7 trẻ em đang bị ung thư, thưa quý vị. Và họ câu trả lời của họ rằng đó là một cái công ty gọi là công ty Ripon đã sử dụng những cái hóa chất để thải ra. Thì lịch sử của công ty Ripon này đã từng là một nhà máy của Nestle. Họ đã sử dụng những cái hóa chất, trong đó những cái hóa chất đã thải ra và làm có mang chất trung thư trong ung thư. Và công ty này được thành lập năm 1970 và Nestle đã xả nước thải này vào cống của thành phố và những cái giếng và làm hóa chất của nước. Thì họ đã nghi ngờ TCA gần đây đã đi tìm thấy
cái chất này là gọi là chất TCA, đó là một cái hóa chất độc đã làm trong nước này ở trong thành phố, và thành phố Ripon cho biết mức độ TCA đã đạt tới 90% mức độ tối đa của EPA và được phép trong nước uống vào mùa hè năm ngoái. Và giếng đã tắt 4 tháng sau đó, và cho đến một bệnh nhân cũng nói rằng cho đến chúng tôi tìm thấy ra ở thị trấn này, chúng tôi sẽ không dừng lại. Một người mẹ có con trai tên là Kai, là một ít nhất trong 7 đứa trẻ ở Ripon đã chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây. Pam là một bà mẹ khác đã tháo tháp điện, thoại di động và chuyển trọng tâm sang nước uống. Đó là do vì nước uống chứ không phải do điện thoại di động. Vâng, kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên chúng ta quan tâm đến sức khỏe của chúng ta. Vấn đề nguồn nước cung cấp cho chúng ta hàng ngày là cả một trong những sự kiện quan trọng đến với đời sống chúng ta. Hy vọng chúng tôi có cơ hội gặp tất cả các vị bác sĩ, chúng tôi sẽ hỏi. Vì tất cả các nhà khoa học gia có tên là như là Vienna Singla của trường Đại học California đã nói rằng khi nói đến hóa chất TCE không có mức độ phơi nhiễm an toàn. Các tiêu chuẩn và hướng dẫn về nước uống mà chúng ta đã có từ nhiều thập kỷ trước và chúng tôi không tính đến khoa học mới nhất cho thấy phụ nữ mang thai và trẻ em dễ bị TCE hơn. Đây là một trong những sự kiện rất quan trọng vì chúng ta ở vào trong một cái tiểu bang mà cái sự kiện này là diễn ra ở tại tiểu bang California. Và hàng triệu bao TCE đã được sử dụng mỗi năm để sản xuất và tẩy nhờn. Hóa chất này có thể di chuyển từ các khu công nghiệp và các khu cộng đồng chung quanh thông qua đất và nước, thậm chí có thể biến thành một hơi nước trong suốt không mùi, di chuyển đến tất cả khu nhà của chúng ta đang sống. Chúng tôi biết nó có thể gây ung thư bằng bất cứ cái lộ trình nào, và Singla đã nói vì vậy điều đó có nghĩa là liệu bạn có hít phải nó hay không, liệu bạn có uống nó hay là không, thật sự có ô nhiễm hay không. Chúng tôi lo ngại về tất cả những sự gọi là ô nhiễm đó. Đây là một sự kiện về khoa học và chúng tôi thì chưa đủ thẩm quyền để có thể trình bày tất cả những cái gì mà liên quan đến vấn đề này. Nhưng đây là những tin sơ khởi mà chúng tôi gửi đến quý vị để quý vị có một khái niệm và có thể quan tâm đến vấn đề thức uống của quý vị trong tương lai. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.